này gió mát quá. Chúng mày thấy đại ca có ngon không? Dạ, lạnh lùng quá. Ê, hèn lắm. Cái này, à, không. Ý em bảo thầy hèn. Thế đại ca này trông oách mà như xã hội đen ấy. Dạ, như đen xã hội ấy. Này, anh là không phải là người đồng bóng, cũng không phải là người ưa định. Nhưng chúng mày nói rất đúng. Anh rất đẹp trai, mà đẹp trai như anh là một cái tội mà. Chính vì cái lý do đấy mà anh thưởng cho hai thằng mày một cái món quà rất là oách, đó chính là... Ui, cái gì đây ca? Ui. Hai kẹo cao su. Biu môi à? Không ăn gì? Bọn em bỏ học ra đây theo đại ca, mà đại ca cho em treo rào trốn tưởng ra đây để ăn kẹo cao su đại ca. Thế là hai thằng mày không ăn, đừng mà hối hận nhá. Thế thôi anh bỏ. Ê, ơi, có. Có. Đường nào chả thế mà. Lúc đấy. Đang ăn ạ. Này, hai thằng mày là anh cho quà rồi. Thế mà mày chả có quà gì cho anh nhạt mồm nhạt miệng quá. Ấy, dồi ôi, đại ca. Đây là đại ca làm điếu. Mày cầm bao thuốc của ai đấy? Của em. Của ai? Của em. Nó cầm bao thuốc của ai? Của ai? Dạ, của đại ca. Suy đi, tính lại. Một người đẹp trai như anh, một người ngoan ngoãn như anh, thuốc có rồi, kẹo cao su có rồi, có nghĩa là đồ ăn thức uống anh có cả. Anh rất cần một cái món ăn tinh thần mà không có được. Ví dụ như là Ủa này, là gì? Đó là phim. Phim. Mà bây giờ phim SD với cả 2D là anh không xem nữa rồi. Anh ấy, là anh xem phim 3D, nhưng mà 3D bây giờ bình thường, anh loại. Bây giờ phải xem phim 4D cơ. Anh bảo nhá, hôm nọ bác anh ở Sài Gòn nhá, đưa anh đi xem cái loại phim 4D đấy. Ui, nó thật, cái mức màn xem nó cứ đu đưa, trước nó đu đưa, hay lắm. Ui, phim hay đấy. Cái phim đấy là phim gì nhỉ? À, anh nhớ là nó có mây trời này, nó có những chiếc xe lao đi như mũi tên ấy. À, anh nhớ rồi, đó là Thiên Đường của tốc độ. Đi, chúng mày chi? Đi. Ngáo nhỉ, không đỡ đại ca. Sao? Mẹ em không cho em tiền nữa rồi. Tao biết ngay mà. Có mày. Em xin nhiều lắm, mẹ em cũng nể. À. Mà đại ca có tiền không? Đại ca có tiền không á? Đại ca rất nhiều tiền. Đại ca phải có tiền chứ, nhưng mà tiền đại ca bây giờ không để đây. Mà đại ca đang phân phối ở khắp cái công viên này này. Ủa, đặc biệt nhá. Mấy anh chơi coi đang đá bóng áo trắng gì kìa. Anh gửi ở chỗ đấy rất nhiều nhá. Bây giờ anh giao cho các chú một trọng trách rất là nhẹ nhàng thôi. Các chú ra ngoài kia lấy tiền về đây cho anh nhá. Thế là xin tiền bọn kinh ở đại ca. Xin tiền bọn kinh ấy. Mà có nghĩa là chấn lột đấy à? Chấn đâu mà chấn, người ta gọi là quịp, hiểu không? Bây giờ mình thiếu thì mình ra mình lấy của các em. Khi nào mình có mình giả mà. Bao giờ giả là do mình nhá. Vâng ạ. Đi lấy cho anh đi. Đi. Không đi ra. Không đi bây giờ có hai sự lựa chọn. Một là hai là nhẹ nhàng ra lấy tiền về đây cho anh nhá. Vâng. Đi. Cái này là anh vay. Tí nữa anh quay lại anh trả. Cứ ngồi đây nhá. Tí nữa anh quay lại anh trả. Rồi nhá. Anh đi kiểm tra xem tiền có giả hay không. Tiền vào cặp của em của anh ơi. Đại ca ơi, hàng về. Tình hình nào? Tốt không? Quá trời. Em chấn nữa hơn 100 rồi. Chúc mừng các chiến binh của anh. Các chiến binh về đội của anh đi. Anh sẽ đào tạo cho các chú đi chinh phạt những miền đất lạ. Đâu, chiến này đây, còn đâu? Bao nhiêu đây? Ôi, hơn trăm thì không đủ đi xem phim rồi. Ê, này, đại ca, em thấy cái này bán đồng nặng được ba sọi. Vẫn chưa đủ, nhưng mà bọn nó là hay tiền thủ bên trong lắm. Đây. Ôi chú ơi, bán giấy vụ dựng là bài sẵn. Trường tiểu học Hoa Hồng. Trường tiểu học Hoa Hồng này là toàn con nhà giàu như là nhà anh học ở đấy thôi nhá. Đâu, anh xem tiếp này. Đây. Nguyễn Quang Anh 4C. Này, cho đại ca hỏi. Dạ. Một câu. Nó mỏ nó có nhọn không? Ôi dồi ôi, nhọn lắm. Nhưng em đánh nó hết nhọn rồi. Nó đeo kính đúng không? Đúng rồi, như em này. Mà kính của nó rất nhiều màu đúng không?
con. Ui đại ca con chuẩn thế. Nó mặc quần bò màu xanh đúng không? Ui quá chuẩn đại ca. Nó đi một đôi sang đan có hình con cá sấu. Ê đại ca tinh thần. Ôi ơi, chúng mày có biết là chúng mày vừa chấn phải ai không? Ôi giời ơi, ai thì kệ, nó biết là mình có tiền. Kệ cái mẹ. Chúng mày chấn đúng phải em trai tao rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, học trò là lứa tuổi tinh nghịch, thích thể hiện mình, đặc biệt là ở một số học sinh cá biệt hay có hành vi tụ tập, bỏ học và bắt nạt bạn khác hoặc các học sinh nhỏ tuổi hơn. Đó là một dạng hành vi bạo lực học đường. Đôi khi chỉ vì những lý do rất đơn giản cũng khiến cho các bạn tổ chức bắt nạt bạn khác hoặc nghiêm trọng hơn là trấn lột tiền của các bạn khác để thỏa mãn tính hiếu thắng và nhu cầu của bản thân. Những hành vi như thế tất nhiên là sẽ bị phê phán kỷ luật và thậm chí là tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo pháp luật. Thông điệp cuộc sống muốn thông qua câu chuyện nhỏ trong tiểu phẩm vừa rồi để chia sẻ tới chính các bạn học sinh đang có hành vi bắt nạt bạn khác. Đôi khi những hành vi các bạn suy nghĩ là đơn giản nhưng lại gây tổn hại về tinh thần và sức khỏe cho các bạn khác nghiêm trọng. Hãy thử đặt mình vào vị trí là người bị bắt nạt hoặc mình có em bị bắt nạt thì các bạn sẽ thấy mình có nên hành động như thế hay không? Điều mình không thích thì không nên làm với người khác. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.